Hello mọi người, mình là Mr. Baby. Chào mừng mọi người đã đến kênh vlog của mình. Hiện tại mình đang ở căn nhà của Ly, hot girl cà tím, cũng như là chồng tên Toàn nha mọi người. Hiện tại thì Ly đang chuẩn bị dọn đồ ra bán. Và đây là xe ốc của mẹ Ly. Ủa, cái này là của ai đi bán hay gì Ly? Dạ, ba em đi hả? Đây, xe ốc vuông luôn mọi người, đầy vuông luôn. Đó. Và đây xe bán như này mọi người nha. Hai vợ chồng thì ngồi bán như vậy đây. Đó. Chuẩn bị vũ khí đi ra bán. Ô, trái cà bữa nay dài ghê ha. Dạ. Ồ, dài kinh khủng luôn. Cái này mình mua thùng đó hả? Dạ, bữa nay cà thùng á. À, nó mềm nè, cũng mềm đó em. Dạ, 150 mà anh. 150. Đó, Ly thì đi xe này. Sao có dù mới cảm giác như thế nào? Dạ vui chứ anh. Cảm giác mưa an toàn hơn. Tóc bạc nhuộm đi. Dạ. Rồi nhuộm đen này đi chứ nó bạc lắm rồi á. Đó, Ly đang chuẩn bị nha mọi người. Xe kẹt rồi, kẹt xe rồi. Xe rồi. Xong rồi. Cái thùng cà luôn em. Đường này cũng nhỏ mọi người. Ủa, hôm nay chú bán sớm hả chú? Hay sao chú rồi? Hay giờ này chú đi bán? Giờ này. À, giờ này chú đi bán. Chú bán thường thường thì chú bán ở đường nào? Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám. Vậy chú đẩy bộ hay là chú đi xe à? Đẩy. À, chú đẩy bộ. Chú đẩy bộ xuống đường Hoàng Hoa Thám mọi người. Cũng xa đó. Đây. Có lò luôn rồi. Như thường mình bán tới mấy giờ nghỉ chú à? Hên xui. Hên xui rồi. Bán hết là về đó. Con nghe bữa trước có Ly có kể là chú bị té xe đổ trơn ốc luôn. Tung nè, tung miếng dành. À, méo dành luôn. Xe đó xe gì mà nó tông ngã vậy chú hả? Xe dạng xe ga đi mà đâu để ý. Xe đi theo cách xe mà tung đầu quay. Quay. Sống đây. Luôn à, ai thấy cũng sống luôn. Dạ, ôi trời sắp mưa, nếu mà mưa thì chú có dù luôn rồi chú hả? Có nhá. Đây, chắc là chỗ này là cái dù này mình nè. Cái dù nằm đây. Ờ, tranh thủ đây nè. Mình ra đó mình sẽ quay tiếp cho người xem nha. Đây, hai vợ chồng chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu đi mọi người. Ông bố cũng chuẩn bị đi bán ốc luôn. Ra đó mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Hai vợ chồng sẽ đi như thế này mọi người ơi.
đây là công việc thường xuyên mà hai vợ chồng làm với mọi người. Đó, có mang ghế ra cho tụi em ngồi luôn. Đó. Đây, em muốn quay cho mọi người thấy là cái công việc của hai vợ chồng làm như thế này đó mọi người. Từ nhà ra chỗ bán và từ lúc mà dọn từ xe xuống chỗ bán ra để bán nha mọi người. BB cũng mới làm YouTube, có gì nói mà không hay á mọi người bỏ qua cho BB nha. Ủa Ly ơi, hôm nay em bán em Sài Gòn hay là em xài cái cây dầu? Cây dầu ở Trung Thành cái với cây dầu à? Cây dầu đó để nó heo hơn là cồn cho anh. Anh là anh thấy ông chồng của em là ông hơi tiết kiệm á. À, ông cây bo lắm. Chưa dầu. Ok, ráng đi. Còn trẻ mà, từ từ đi phấn đấu. Em phải tiết kiệm. Trời ơi, ông Ram trả giá mới ghê chứ, ông Ram mua vụ trả giá em. Trời ơi. Ông còn tính không mua nữa kìa, ông trả giá mắc quá không mua. Thua luôn. Đây. Rồi bữa nay ở đây phụ vợ luôn hay sao? Dạ. Nếu mà vợ em bán số lượng lớn thì vợ em phải ở nhà phụ vợ. Dạ. Cũng tính đi làm nữa à, cũng tính mặc áo đi làm nữa à. Dạ, tối mình chạy thêm ít tơ kiếm 100%. Ok, vậy cũng cố gắng cũng được. Chứ bán số lượng lớn như vậy, số lượng nhiều hơn sao vợ em kịp. Đúng rồi, dạ. Vợ em đứng không kịp đâu. Anh còn thiếu anh 20 bọc đó. Ủa, thì còn thiếu anh 20 bọc. Ủa, tiền tớ đưa rồi mà cậu. Ủa, đưa rồi. Đó, ủa bữa nay là cái này là hứng nước đúng không? Dạ đúng rồi. À, cái này là hứng nước nha mọi người. Đó. À, hứng nước cho nhìn nó sạch sẽ mọi người. Chứ mà để cho mọi người thấy nước á, nhìn nó dơ, cho nên là Ly đã sáng tạo thêm là cái này để lọc vỏ này, nước sẽ chảy xuống cái thùng này nha mọi người. Đó, đỡ cho nên đỡ thấy dơ. Để chỗ này mặt bằng á, xíu nó dễ để dù. Chứ nó dẫn cái xe đi tới tí nữa che hết trơn. Với lại cái hướng này về mọi người, cái hướng này chỉ có một hướng về đây thôi thì mọi người có chỉ thấy một hướng thôi, không thể thấy được hướng này. Ờ, à, cũng vậy ok đó, thấy một hướng thôi cho nên cứ để cái xe đây thì nó không có sao. Em mua 5k nước lọc cho mua anh. Ok ok. Đó. Đây thì hồi nãy là Ly dọn ra đây nhưng mà chỗ này không có bằng phẳng á, cho nên xíu nó để dù hay là bán gì cũng khó mọi người, nó cồng kềnh á. Đó rồi, bạn mình thử mình đâm vô chưa ra? Rồi thử rồi. Rồi đây là cái để dù mới mọi người. Đó. Nó găm dù lên luôn không em? À, găm luôn đây tôi. Test thử luôn đi. Đồ mới tất nhiên là phải thơm rồi. Đây, Ly sẽ bắt đầu đốt than nha mọi người. Đây là Toàn sẽ test cái chuồng mới. Chết rồi. Dừa không? Dặn lên em tục lên. Cái nó để lên hay sao dặn lên á? Ừ. Chắc là phải để cái cây đó vô luôn rồi. Hả? Đây em lòn cái kia vô trước. Em lòn không lòn lòn lên cái cây này trước nè. Em hiểu rồi, cái này nó bó lại. À, đó lòn vô trước, lòn lên vô trước. Đúng rồi, rồi mình đun cái kia vô. Đúng rồi đó. Hay
Cái chân dù này cứng hơn. Ờ, nó chắc á, nó chắc chắn á. Cứng lắm mọi người. Đã toàn bung dù luôn. Test thử dù mới luôn. Đó, khổng lồ. Hơi bị bén luôn. Hơi bị bén luôn. Sao giờ Ly thấy cái dù sao? Số 1, ok. Đây Ly sẽ bắt đầu nướng than lên, đốt than lên và trung thành với cây dầu. Em thấy em xài dầu cái dầu này ok hơn cồn đúng không? Dạ cồn em chưa xài lần nào nên em không biết. À em không biết à. Thấy này được ok rồi đúng không? Nó tắt lửa nha. À. Mới nha mọi người. À, chắc phải để sát sát cái dù vô chứ mấy chú đô thị đang đứng đó. Để kiên cho. Chứ mất công rồi vướng ra đường mất công mấy chú hổ thăm nữa. Cũng ngại thì mình cũng sai luộc á cho nên mình cũng phải biết. Đừng để mấy chú phải nói. Đó, mình xách dù vô tí. Khỏi bị chiếm đến lòng đường mọi người. Cái dù khá là to luôn. Che rất là nhiều. Che rất là được nhiều người đó mọi người. Em nghĩ chừng này cái dù này phải chứa được 7 người. Hôm qua chỉ có 5 người mà đứng ướt nhem mà. Cái dù này chứa được 7 người không ướt. Tại vì có cái lớp che phủ dưới này nữa. Cho nên là mưa nó sẽ ít tạt vô mọi người. Đó. Và đây là tình hình mà hai vợ chồng dọn đồ bán như thế nào. Thì em cũng muốn để cho mọi người thấy rõ hơn về cái cuộc sống của hai vợ chồng khi buôn bán cà như thế này. Và BB sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình hay, mọi người hãy like và đăng ký kênh để mình có thể làm nhiều video hay tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.